Vào đầu tháng 11 năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin có một loài chim lạ về sinh sống tại khu du lịch Bửu Long. Ngay sau đó, Kiểm lâm Đồng Nai đã phối hợp với đơn vị liên quan dùng các thiết bị tiếp cận đàn chim này. Sau khi xác minh, ngành chức năng xác định loài chim này là chim cổ rắn. Đây là lần đầu tiên Đồng Nai phát hiện chim cổ rắn quý hiếm trên địa bàn, nên lực lượng Kiểm lâm Đồng Nai đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, theo dõi di biến động của đàn chim. Tới đây sẽ đề xuất với đơn vị chuyên môn đưa ra biện pháp bảo tồn loại động vật đặc biệt quý hiếm này. Chim cổ rắn thuộc họ Anhingidae, thuộc bộ chim điên. Chim có cổ dài và mảnh dẻ, bề ngoài tương tự như những con rắn nên được gọi là chim cổ rắn. Hiện nay chim cổ rắn còn tồn tại tổng cộng 4 loài trong một chi duy nhất và sinh sống ở khu vực vòng quanh xích đạo, trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.